PSG và Messi phải chia tay nhau vào mùa hè này. Lionel Messi đã có một buổi chiều đáng quên khi PSG nhận thất bại trước Zenit, và bạn có nghĩ rằng việc siêu sao người Argentina ra đi trong mùa hè là điều không thể tránh khỏi? Nếu bạn yêu thích một cuộc tranh luận, hãy tham gia cùng chúng tôi trong các bình luận bên dưới sau màn trình diễn mới nhất từ ảo thuật gia đang gặp khó khăn của PSG. Không thể phủ nhận Lionel Messi đã cải thiện hiệu suất ghi bàn và kiến tạo trong mùa giải thứ hai của anh tại PSG, nhưng siêu sao người Argentina đã không thể truyền cảm hứng cho PSG sau vòng 1/8 Champions League hay đưa đội bóng xích lại gần nhau hơn như một tập thể. Đội bóng của Cristo Ganti lại thi đấu kém cỏi trong trận thua 0-2 trên sân nhà trước Zenit vào Chủ nhật, trận thua thứ tư của họ từ đầu mùa giải tại đấu trường cao nhất nước Pháp. Messi và các đồng đội đang phải hứng chịu sự chế nhạo của người hâm mộ, và thậm chí việc bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 cũng không có khả năng xoa dịu một nhóm các cổ động viên đang bất mãn. Messi chủ yếu là khán giả trong trận đấu với Zenit đêm qua, và đây là điều thường xuyên xảy ra với cầu thủ từng 7 lần giành quả bóng vàng kể từ khi anh trở về sau chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina. Hợp đồng của cầu thủ 35 tuổi sẽ hết hạn vào mùa hè năm nay và anh đã được liên hệ trở lại Barcelona. MLS và Saudi Arabia cũng được coi là bến đỗ tiềm năng của Messi, người dường như không cam kết với sự nghiệp tại PSG như khi anh ở Camp Nou hoặc khi anh tiếp tục thi đấu cho đất nước của mình ở cấp độ quốc tế. Một sự thay đổi môi trường vào cuối mùa sẽ phù hợp với tất cả các bên liên quan. PSG không bao giờ cho cảm giác như ở nhà đối với Messi. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn đồng ý trong các nhận xét, và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về nơi bạn muốn Messi thi đấu trong mùa giải tới.